Đây là một kiểu chai nữa nha. Thầy đổi lại một xíu, thầy đổi lại thành 8. Rồi bấm C ha. 1, 2, 3, 4. 4, 4 này các bạn sẽ ít chút xuống một cái ha. Giữ control các bạn ít chút xuống một cái. Rồi vậy là nó đã được cái chai rồi đó các em. Đó nè, chai Pepsi Coca này thấy không? Thầy ẩn cái này đi nè, chọn các cái mặt này, chọn mấy mặt này xóa đi nha. Chọn cạnh này các bạn. Thầy sẽ giữ control, thầy kéo lên, sau đó thầy scale nó lại. Thầy sẽ giữ control, thầy kéo lên. Thầy scale nó lại. Bây giờ anh này các bạn sẽ scale lên nè. Giữ cho thầy control kéo ra. Rồi di chuyển nè, giữ control ít chút lên. Scale lại nè, giữ control scale lại. Rồi ít chút lên nè. Chọn hết tất cả các mặt nè, các em double click vô. Click phải chọn cho thầy ít chút. Nhớ check vào re-acap. Nắm kéo ra bên ngoài xíu. Bây giờ cái miệng chai này các bạn muốn cho nó đúng thì các bạn phải bevel. Bevel để thêm lưới cho phần miệng chai. Mấy cạnh này các bạn cũng phải bevel. Mấy cạnh này các bạn cũng phải bevel. Cạnh này cũng phải bevel. Chọn cái hình 2D đó là hình helix. Đó, cho nó đứng lên. Kéo nó lên ha. Scale nó lại. Nhớ là vẽ các cái hình là các bạn nên để nó ở góc tọa độ. Mình thêm cái hình đa giác này nè các em. Rồi mình scale kích thước nó lại, ví dụ như là 10 cm. Gán nó vào cái hiệu ứng là switch. Đó. Cho nhỏ lại nè. Scale kích thước nó nhỏ lại. Số cạnh này mình cho nó bằng 5 đi. Sau đó các em sẽ chọn cái sweep, các em chỉnh. Chỉnh cái phần distail nè. Chỉnh chỗ này. Giữ control thêm lưới ở đây, chỉnh lên. Giữ control thêm lưới ở đây, chỉnh xuống. Như thế các bạn sẽ được nó vậy nè. Cái helix này vẫn còn cao nè các em giảm cái chiều cao xuống.